Cũng vào sáng nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Vồi thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, khiến hàng chục gian hàng tại đây bị lửa thiêu rụi vào tối ngày hôm qua. Đám cháy bùng phát vào khoảng 20 giờ tối qua từ gian hàng kinh doanh quần áo của chợ. Sau đó lửa lan rất nhanh, bao trùm cả dãy nhà. Người dân trong khu vực đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể dập tắt ngọn lửa. Lực lượng chức năng đã huy động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 13 gian hàng của chợ Vồi bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số người dân cho biết nguyên nhân có thể do một hộ kinh doanh hàn lại cửa cuốn để lửa hàn bắn vào quần áo gây ra đám cháy.